Bún suông hay còn gọi là bún đuông là một món nước mang đậm chất miền Tây với hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được. Để làm món này, các bạn chuẩn bị khoảng 500g tôm tươi, cắt bỏ đầu, lột vỏ và loại bỏ phần chỉ đen trên lưng của tôm đi. Sau đó các bạn ướp tôm với một ít gia vị, nguyên liệu và định lượng mình đã để trên màn hình. Trộn đều lên rồi để vào trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 30 phút cho thịt tôm đông lại. Tiếp theo, chúng ta sẽ cho thịt tôm đã đông vào trong cối, giã thật nhuyễn. Sau đó dùng túi bắc kem để tạo hình thành những con đuông. Cho đuông tôm vào chảo dầu nóng, chiên vàng đều hai mặt, nhớ chừa lại một nửa để cho vào nồi nước dùng nha. Tiếp theo, chúng ta sẽ luộc thịt đùi heo với một ít nước, thêm hành tím, củ cải trắng, tôm khô và muối vào. Luộc đến khi thịt chín thì vớt ra. Phần nước luộc thịt này chúng ta sẽ sử dụng để làm nước dùng luôn nha. Thêm tương đen, nước cốt me và hạt nêm vào, khuấy đều lên rồi cho phần chả tôm còn lại vào. Nêm nếm cho vừa ăn là có thể thưởng thức được rồi. Chuẩn bị một ít bún tươi đã chần qua nước sôi, thêm đuông tôm chiên, đuông tôm luộc, thịt đùi heo cắt lát mỏng và thêm 2 lát củ cải nữa. Chan nước dùng lên là chúng ta có ngay một tô bún suông đậm chất miền Tây với hương vị thơm ngon tuyệt vời. Nước dùng có vị ngọt tự nhiên từ tôm thịt, chua chua của nước cốt me, thêm một chút cay cay từ ớt băm nữa. Rất là kích thích vị giác luôn, chỉ cần ăn một lần là nhớ mãi.